Thế là vợ đi lâu chưa? Vợ đi. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương phải là giúp rất nhiều các trường hợp, đặc biệt là các cô, các chú, anh chị ở tất cả tỉnh phải là rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm người thân. Hôm nay một cái câu chuyện cuối tuần anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận một thông tin là hai anh trai hiện nay đang về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm vợ và tìm người thân. Dạ, câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào hai anh em nhé. Rồi xin chào anh trai bên này, anh có thể anh giới thiệu anh tên gì? Dạ chào mọi người ạ, em tên Đinh Văn Thắng. Anh Thắng nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 40 tuổi. 40 tuổi nhé. Anh Thắng nguyên quán ở đâu? Nguyên quán là Quảng Bình. Quảng Bình hả? Dạ. À, Quảng Bình thì mình chung hả? Mình chung. Còn hiện nay anh đang ở đâu? Đang ở La Ngà, định quán Đồng Nai. Ở Bãi Đồng Nai, La Ngà xa ha. Rồi hôm nay anh đi cùng mấy ai đấy? Dạ đi cùng với là anh rể. Anh rể hả? Dạ. Rồi về đây anh em nhờ anh em mình giúp mình chung tìm ai? Dạ tìm chị gái. Chị gái? Dạ. Chị ruột hả? Chị ruột của em ạ. Chị ruột của anh là họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Đinh Thị Nga. Đinh Thị Nga là sinh năm mấy? Dạ, sinh năm 83. 83. Mà là Quý Hợi hả? Dạ, Quý Hợi. Mà là năm nay 41 hả? Dạ, 41. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, xin chào anh trai bên này. Anh cho em biết là anh tên gì? Dạ, chào mọi người, em tên Nguyễn Văn Minh ạ. Nguyễn Văn Minh hả? Dạ. Anh Minh quê quán ở đâu? Ở Huế ạ. À, Huế và Quảng Bình là cứ gần nhau mà. Dạ. Đúng không? Trước là anh gặp vợ ở đâu? Dạ, gặp vợ ở Đồng Nai này. Đúng không? À, gặp tại Đồng Nai. Dạ. Duyên gặp tại Đồng Nai, hai người mỗi người một tỉnh đúng không? Dạ. Gặp nhau là lên duyên thành vợ thành chồng. Dạ. Anh hai vợ chồng mình cưới nhau lâu chưa? Dạ mình cưới 2007 ạ. 2007? Dạ. À, vậy là cũng thời gian cũng rất dài đó. 16-17 năm rồi ha. Dạ 16. Mình được mấy người con rồi? Dạ mình được 3 người con ạ. Trai hay gái? Dạ, 2 trai 1 gái. 2 trai 1 gái. Bé trai này là bé trai thứ mấy đấy? Dạ trai út ạ. Còn trên là 1 trai 1 gái? Dạ rồi đến kế 1 trai gái đầu. À, gái đầu năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay vô lớp 12. À, 12. Còn học không? Dạ còn con. Đang học. Hiện nay mình đang làm công việc gì vậy anh? Dạ mình hiện tại là giờ mình đang làm rẫy với làm cá. Đá hả? Dạ. Cá đá hay cá? Cá. Đá làm đá đúng không? Dạ. Đá lạnh đúng không? Không, mình bắt cá. Bắt cá. À bắt cá, làm dạ. Cá hả? Mình nằm bên ngoài tàu hoặc ngoài biển hay? Dạ ngoài sông á, sông Đồng Nai mình. À, sông La Ngà. Mình. Sông dưới La Ngà hả? Dạ. Một ngày thu hoạch được là nhiều không? Là nói chung loại có bữa thì được 1 triệu, bữa 500, có bữa 300 là bất thường lắm. Nói chung là không đều ha. Không đều. Tháng này cũng được 5-7 triệu ha. Dạ nói chung là một tháng cũng được 10 mấy triệu. Mọi người cố gắng ha. Dạ. Mỗi người một nghề. Dạ. À, không ai là chung nghề với ai được. Dạ. Là tùy duyên thôi đúng không? Rồi đến hôm nay là anh về đây để nhờ anh em Chí Bình Dương ở tìm vợ. Dạ đúng rồi. Vợ anh là Đinh Thị Nga hả? Dạ đúng rồi. Con trai anh đi cùng với mẹ là tên là gì đấy? Nguyễn Minh Khoa. Nguyễn Minh Khoa hả? Dạ. Sinh năm mấy anh? Sinh 2018. 2018. Dạ. Ồ, năm nay là 56 tuổi hả? Dạ. 6 tuổi. Đi học chưa? Dạ thằng mới học chuẩn bị năm nay vô lớp 1 rồi. Là chuẩn bị hè năm là mới vô lớp 1. Vâng. 2018. Dạ. Thế còn hai bé kia hiện nay đang ở nhà? Hai bé kia đang ở nhà. Anh cho biết là vợ anh trước đây ấy, là làm công việc gì? Không, vợ đây là trước ở nhà thôi. Một vài năm mới ở đây trở lại đây á thì may là đi may công tư nhân á, may rồi vòng vòng gần nhà thôi. Ừ. Mà thời 2023 gần Tết á là đi vô công ty. Cũng gần nhà luôn, cách nhà cả 2-3 cây số. Trước là may vòng vòng ở nhà. Dạ. Là thợ may hả? Dạ thợ may. Ồ, thợ may ngon đó. Vợ anh thợ may này chắc chắn là biết cắt đồ đúng không? Dạ không, mình may. May gia công thôi. Gia công thôi. Ạ. Xong rồi mới làm công ty từ 2013. Dạ. À 2023. 23. Làm khoảng chắc là tháng 9 tháng 10. Ồ. Vậy là cũng mới đây thôi hả? Dạ. Ồ, thu nhập vợ ổn không anh? Dạ vợ cũng thu nhập cũng tháng 6 triệu hoặc 6 triệu mấy. Vậy là hàng tháng là vợ chồng là tiền bạc là chung hay là riêng? Dạ tiền bạc nó chung. Chung là mình đưa cho vợ hay là vợ đưa cho anh? Nó tất cả là bao nhiêu đưa cho vợ hết. Đến giờ phút là anh có biết là mình đang còn hoặc đang có hoặc tài sản riêng hoặc chung bây giờ đang có nhiêu tiền anh biết không? Dạ nói chung là tài sản chung là mình không hề biết, mình cũng không có tài sản riêng. À. Lại được bao nhiêu đưa cho vợ? Dạ được bao nhiêu cũng đưa cho vợ. Còn vợ giữ khéo thì có dư mà vợ không giữ khéo thì hết. Dạ. Hai vợ chồng mình sống với nhau có hạnh phúc không anh? Có cãi lộn nhau, chửi nhau không? Dạ không, là ít nói chung là không có cãi lộn. Nếu mà cãi lộn thì chỉ có mình nói thì vợ nói là mình còn bỏ qua, mình chưa bao giờ đánh đập, mình chưa bao giờ mình nói nặng nó nhẹ. Vậy là vợ anh là có bao giờ đi đâu xa một vài ngày không? Dạ không, từ xưa nay mình nghĩ là vợ mình là không có cái chuyện tầm bậy tầm bạ này mà đổ lại đây tự nhiên là vợ có cái tánh đó tiền bạc hư nó thất thoát đi đâu hết. Thiếu hết hả? À? Thiếu hụt. Hụt trước hụt sau hết. Giờ mà đi rồi vẫn còn nợ lại thêm phải hơn 300 nữa. Ôi trời ơi. Dạ.
Anh chia sẻ là anh làm một tháng mười mấy triệu, vợ nữa, cứ cho là tháng trên dưới 20 triệu. 20 triệu nuôi ba đứa con ăn học. Mà La Ngà Đình Quán này em biết là nó không phải thành phố, ở tỉnh thôi. Thì cái mức chi tiêu này chắc chắn là không mà hết tiền được. Vì con anh học là chắc học trường này, trường công đúng không? Học trường công này hết ít tiền lắm, nó không như trường tư, đúng không? Ba người con anh học một tháng tính trung bình đến 5 triệu không? Dạ, không, tại vì con nhỏ là một tháng á, là chỉ có trường mầm á, là chỉ có là được 600 mấy 700 thôi, là còn mấy đứa nhỏ chỉ có là ăn sáng thôi. Đó. Đó chỉ vậy thôi. Tại vì 2021 á là em làm lúc dịch á là người ta không làm được, nhưng em làm cũng được tháng có ít nhất là em cũng gửi về vợ được 15 triệu. Ồ. Rồi 2022 thì em làm ở bên Dầu Dây là em gửi đi có tháng thì em gửi 17-18 triệu, có tháng là 90 triệu. 90 triệu nó ra số nó ít lắm, phần ít là tại 14-15 triệu là phần nhiều. Nói chung là mười mấy triệu. Là dạ, từ 15 triệu đi lên là phần nhiều. Và là chắc chắn là vợ anh xài không bao giờ hết được. Dạ. Mà vợ vẫn có đi làm thêm tháng 5-7 triệu, có 3-4 triệu có. Đúng không ạ? Nếu con anh học ở thành phố thì khác, thì có thể là hết đấy. Dạ. Hoặc không đủ, nhưng mà ở tỉnh thì không hết được cái số tiền đó. Đúng không? Đúng rồi. Ồ. Tại vì ở nhà mình á là đồ ăn đồ uống cá mú nhiều khi mình có mình ăn, đồ ăn đồ uống ít lắm. Nói chung là nhà mình nó vợ con thờ thấp thoát đâu mình không được biết, mà nhưng chăm sóc về gia đình á là bên là đồ ăn đồ uống là cũng gia đình mình cũng tiết kiệm lắm. Nói chung là giống thế. Nói chung ăn uống thì tiết kiệm. Tiết kiệm lắm. Mà tiền đi đâu thì không biết. Tiền đi thấp thoát đi đâu thì mình không được biết. Vợ anh có ở nhà là hay bấm điện thoại hoặc là hay gọi điện nhắn tin không? Tại vì lúc 2023 là thường trước đó là điện thoại khi nào động đâu dục đó không được, mà tới 2023 là điện thoại với là con người là 24/24 ở trong người và sát bên người. Sát bên người mà trước đây không có thì dạ, trước đây không có. Theo anh ấy, tự anh ngồi anh suy nghĩ là điện thoại mà suốt ngày cứ ôm kè là một là phải người làm ăn giao dịch lớn liên tục. Hai là chắc chắn là có bổ bịch. Đúng không? Có một cái gì đó mờ mờ ám ám thì mới cầm điện thoại, chứ còn bình thường không ai cầm điện thoại. Tại vì nói chung của anh cũng vậy á, là tại vì bên gia đình bên vợ á, từ em út mà tới bà chị nữa là mình nghĩ là không bao giờ mà có cái tánh lăng nhăng. Là mình từ xưa nay thì mình nghĩ vợ mình không bao giờ có cái tánh đó. Là cũng giống em vợ là hoặc chị vợ vậy đó, là mình cũng tin tưởng ở vợ. Mà không ngờ tới hai năm 2023 là vợ nó đi tân gia nhà đâu đó là nó cặp bồ cặp bạch gì đâu thì mình không được biết, mà từ lúc đó tiền bạc nó cứ thiếu trước cuộc sau. Giờ hiện tại giờ mình vẫn còn nợ tới là hơn 300 triệu. Bây giờ từ khi vợ anh đi là vợ anh đi lâu chưa? Vợ em đi là ngày 14. 14 tháng mấy? Tháng 5 ạ. Mới đây hả? Mới đây ạ. Mới được mấy ngày nay? À, 5 ngày nay ạ. Vợ anh trước khi đi là có thông báo cho anh là tôi sẽ đi đâu không? Dạ không, vợ con vẫn bình thường vậy, bởi sáng em đi làm, vợ con vẫn dở cơm dở nước cho em đi. Xong rồi em đi lúc là em đi làm xong rồi về nghe bà chị gái ở trong công ty nó điện là bữa nay sao không đi làm, rồi rút cuộc lên coi trường học á, con có đi học không, mà lên coi trường học cũng không có, mà là công ty không làm. Thờ em đi làm em quay trở về thờ thấy đồ đạc của con út với là vợ nó cuốn đồ cũng đạc cuốn hết đi luôn. Dạ cuốn hết đi. Ôi trời, vậy là hai người con kia của anh là có biết không? Dạ hai người con kia thờ ở nhà vẫn biết rồi ạ. Dạ mà nó khóc suốt à, hai đứa con á. Rất tội hả? Nói chung là vợ chồng không có gây lộn nhau thường xuyên đúng không? Không có chuyện gì lớn. Không có. Vợ anh có đeo vàng bạc trang sức gì không? Trang sức trước đó thì có trang sức, mà nhưng mà một thời gian mà gần đây mà có cái vụ đó thì em hỏi trang sức bữa nay sao không đeo. Thì vợ con trả lời nó đeo nó không đi làm sợ người ta giật. Đó, giống vậy. Ủa còn giật thì cho anh biết là giờ đang để đâu? Dạ, thời vợ nó vừa cất thì mình cũng tin tưởng vợ thôi chứ mình không hoài nghi vợ. Nói chung là rất tin tưởng. Đặc biệt là người miền Trung đúng không? Dạ. Rất tin tưởng vợ. Tin tưởng vợ. Vợ anh đi là hiện nay là theo anh biết được là mang theo những cái gì, điện thoại, xe, pháo, tiền, vàng bạc, là anh biết là những cái gì? Một chỉ có em biết là chỉ có là em hỏi cái vợ nữ trang á, vợ nó cất thì em chỉ biết số nữ trang đó thôi. Nhiều chứ không? Dạ chỉ có em một sợi dây chuyền, vợ một sợi dây chuyền, chứ là một cái lắc tay với là đôi bông với là mấy chiếc nhẫn đó, với là tiền mặt đó. Nhiều không anh? Vàng, số vàng có nhiều không? Số vàng nếu mà em mua lúc 2021 nếu mà tính nó số vàng nó rẻ giờ phải trên 40 triệu. Với là cái tiền mặt giờ đi làm công ty về là được 6 triệu 4. Rồi còn cái thẻ ngân hàng thì mình không được rành bao nhiêu mình... Tại vì mình đâu có, mình là mình tin tưởng vợ con mà mình không để ý tiền. Không, đúng lý là tin tưởng vợ con, chồng tin vợ tin chồng là đúng. Nhưng đúng lý nguyên tắc là lâu lâu phải kiểm tra vợ cho anh xem còn bao nhiêu. Hoặc anh cho vợ xem là còn bao nhiêu.
để mình biết hướng để phấn đấu anh. Chứ bây giờ cứ đưa bao nhiêu thì mình cứ đưa 500, 1 tỷ, 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu nhưng cuối cùng là mình cũng chẳng biết bao nhiêu, mình phải biết là con số bao nhiêu tiền còn lại trong tài khoản để mình có phấn đấu hoặc là có chuyện gì đó mình mới được mình ứng cứu hoặc xử lý, đúng không? Nhưng đến giờ phút này thực sự là mình không biết bao nhiêu tiền luôn. Dạ không, thực sự mình không biết, mình tin quá tin tưởng vợ con và mình là chỉ là... Nhưng mà anh được có bắt được vợ đang nhắn tin cho ai đó bao giờ hay là không nhìn thấy? Không nhìn thấy, chỉ có là đứa con gái đầu bắt được nhắn tin với trai là nói chung lại là nói chung nói xưng vợ chồng với nhau. Ôi trời. Tờ vợ con cái á, là con đứa đầu, con gái đầu á, nó khuyên mẹ thôi bỏ đi, là mẹ nó không dịu nhất bỏ. Nhưng bà đã thừa nhận rồi. À thừa nhận rồi. Mẹ đã thừa nhận là có. Có xin lỗi này kia hết rồi. Tại vì trước khi á, là em ra cái quyết định á, là lần đầu thôi em nói vậy, em nói một lần rồi mà vợ con á nó hứa nó bỏ rồi lần sau nó vẫn còn đi, em là đi làm ở dưới Kiên Giang á. Ôi là vợ nó ở nhà nó vẫn điện thì em về. Thì em nói rồi giờ là ba đứa con hai chồng ngồi ăn cơm lại rồi cứ tính suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi mà để mà ra quyết định là mấy ngày á là không nói. Thì ngày đó thì em lúc 5 giờ sáng em ra nói vợ chồng mình giờ sống mình làm sao, thì vợ con nó kêu sống vậy đó. Thì em nói vợ chồng mình con cái sống mà sáng thì mặt nặng chiều thì mặt nhẹ là sống không được, nếu mà cảm thấy sống không được thì đi đó, em đuổi hẳn đi đó. Là vợ con rồi xong bà già vợ vô rồi có em thì nói chuyện một hồi á, vợ con á là nó xin lỗi xin phải, là nói con có điện thoại với nhắn tin cái này kia, con xin vợ xin lỗi chồng với xin lỗi ba mẹ vợ, sau ngày mai lại chiều đó là xuống xin lỗi ông bà già chồng, ông già chồng. Rồi từ đó sắp đó thấy cũng bình thường, thờ cũng mình nghĩ lâu chưa, mới đây thôi, mới đây chắc 20 ngày đây, hai mấy ngày đây thôi, cả tháng rồi lại thôi. Là mình từ vô thì mình cũng tin tưởng và mình nói nếu mà nó giống vậy rồi bỏ qua, là mình chấp nhận bỏ qua để mà vợ chồng mình nuôi con nuôi cái. Rồi sau rồi thờ cũng đi làm về bình thường vậy đó, đi đúng giờ đúng giấc vậy đó, rồi xong rồi về thờ sáng hôm đó cũng bới cơm bới nước cho em đi làm bình thường vậy đó. Thờ về thì em ngay đi mất tiêu luôn, đi mất tiêu thôi. Anh đi là thường thường là anh đi xa mà đi bao nhiêu thời gian về một lần? Đó là năm là khi có biết chuyện vợ rồi thờ mình ở nhà mình chưa đi làm lại, mình làm vòng vòng ở nhà làm. Nhưng mà trước đây là bình thường là mình chưa phát hiện được ra. Tại vì năm 2023 là em ở nhà nguyên một năm luôn. 2022 thì em làm ở bên Dù Dây thờ một tuần, nhiều khi 4-5 bữa em về thôi, mà dưới làm dưới miền Tây á thờ 1-2 tháng. Thế còn mới đây từ đầu năm giờ? Từ đầu năm bây giờ thì em vẫn đi làm dưới Kiên Giang. Là bao nhiêu thời gian về một lần? Là được đầu em đi được đầu là 1 tháng mấy ngày. Ồ. Rồi em về thì em nghe cái chuyện lằng nhằng thời em ở nhà. Thì em để em giải quyết đó. Vậy là lằng nhằng từ đầu năm hả? Là em biết là mới biết đây chắc cũng 1 tháng hơn tháng. Ồ, vậy đây còn từ đầu năm giờ mình không biết. Dạ, không mới biết đây rồi. Mới biết đây thôi. Giờ là tháng 5 rồi. Dạ, giờ mà mới biết 1 tháng. Dạ. Ồ. Bây giờ là hiện nay là có nghĩa là cái thông tin là mình biết là quá muộn. Dạ, quá muộn. Chứ không phải sớm đâu. Dạ, muộn. Sớm. Mình không xử lý dứt điểm ngay ban đầu. Đúng rồi, dứt điểm ngay ban đầu là một là đường anh đi mà hai đường tôi đi, mà không nữa là ở với nhau là phải chung thủy, đúng không? Dạ. Nói chung lại vợ con này không biết con vợ này suy nghĩ sao thì mình không được biết. Nó vẫn đi theo người ta mà ly dị đó. Em đuổi nó đi, em nói cảm thấy sống không được thì ly dị, nó cũng không muốn ly dị mà nó tự động tự giác nó trốn đi vậy đó. Nếu thông tin mà anh chia sẻ đúng như này mà đây là có em vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chắc chắn cái câu chuyện của anh sẽ đúng. Dạ. Anh em tin anh một phần mà tin con người của anh mà đặc dạ. biệt là tin người thân của anh. Dạ. Người thân của anh chắc chắn là sẽ đúng ra là phải bênh người nhà chứ không bênh anh được. Đúng rồi ạ. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng người thân của anh là hiện nay là em vợ đúng không? Em vợ. Mà chia sẻ này thì chắc chắn là vợ của anh này là sai rồi. Dạ. Thì em thấy đánh giá là anh em đây đánh giá là anh là con người phải nói là cũng tử tế, hiền, chịu khó. Chăm lo cho vợ con, đàn ông mà ai cũng mong muốn là đi kiếm được tiền nhiều về đi cho vợ để có một gia đình, có một cuộc sống ấm lo hạnh phúc, yeah. đúng không? Nhưng mà vợ của anh đưa bao nhiêu thì cũng hết, yeah. đúng không ạ? Như kiểu muối bỏ biển này để anh hình dung không? Nhưng đến giờ phút này vợ âm thầm có thể là quen ai đó lâu rồi, yeah. nhưng mà mình không biết. Không biết đấy, giờ mình phút này mình biết là muộn rồi. Có thể là hiện nay là trên mạng cũng như anh em đây đã tìm hiểu rất nhiều câu chuyện, rất nhiều người đàn ông, người ta có tài ăn nói chuyện rất khéo. Người ta dụ những người đàn bà khác một cách rất ngoạn mục. Có bao nhiêu tiền cũng đưa hết. Đó, có bao nhiêu tiền cũng đưa hết. Nếu cuối cùng mà hết tiền rồi thì người ta tìm cách khác. Đó, người ta sẽ đăng hình ảnh lóng trên mạng. Mục đích chính là kiếm thêm tiền. Đó, thì vợ anh hiện nay đang rơi vào trong cái tình trạng là nếu vợ anh mà sống với anh mà không hạnh phúc từ trước giờ thì lại khác.
Nhưng mà gia đình của nó là ok, vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Tiền bao nhiêu đưa hết cho vợ. Mà vợ ở nhà thì đôi khi là say nắng. Sau đó thì có thể là từ từ sẽ quen dần và sẽ ngấm người ta. Và người ta dụ những lời ăn tiếng nói đôi khi khéo hơn mình. Bởi mình là chồng mà mình sống với nhau 15, 17 năm rồi. Thì có đôi khi là cái cuộc sống đời thường nó diễn ra nó cứ đều đều đều. Mình không có, mình không thể nói ngọt với vợ được. Hoặc là không phải cái gì mình cũng vợ vợ chồng chồng hoặc nói chuyện là anh em ngọt, những cái từ ngọt ngào được. Nhưng mà đây người ta là người ta yêu đương, mục đích chính người ta dụ mình. Thì người ta phải dụ vợ anh, người ta phải nói chuyện những từ ngọt nhất để vợ anh say đắm. Và vợ anh quyết định đến giờ phút này là bỏ đi. Đó. Chứ hoàn toàn là anh không có hành động gì, tác động gì để cho vợ phải giận đến mức độ phải bỏ đi, đúng không? Đó, mà số tiền đến giờ phút này là bao nhiêu mình không biết, nhưng mà lại còn âm thêm mấy trăm triệu nữa. Đó. Thì là ông tướng nghe ông ăn hết rồi. Chắc chắn là ông tướng không ăn được. Trên gia đình anh là hiện nay ăn uống rất bình thường. Cuộc sống diễn ra rất bình thường, không có gì thay đổi. Đúng không? Không kiến thiết một cái gì thì tiền đi đâu. Mình phải làm rõ cái vấn đề là tiền đi đâu. Anh em cho ai? Cho ai mượn? Cho ai vay? Giấy tờ đâu? Đúng không? Tại sao mất? Hoặc em chơi cái gì? Nhưng mà vợ mình không có nói thật. Mà tự dưng là bỏ trốn thế này là có thể là đây là hai người đã lên kế hoạch rồi. Đó. Đến khi mà anh biết được thông tin mà mình về nhà là thấy toang hoang mà vợ dọn hết đồ đi này là mình có buồn không? Dạ, nói chung là phải buồn chứ anh. Vợ chồng sống mấy mấy năm rồi mà. Người ta sống với nhau một vài ngày thôi, đúng không? Đã là tình cảm rồi. Đúng rồi. Đúng không? Mà đây mười mấy năm thì nó có rất nhiều cái kỷ niệm vui buồn, đúng không? Trong cuộc sống. Rất nhiều cái kỷ niệm đẹp và không đẹp. Đó, nhưng mà đến giờ phút này vợ quyết định là rời xa, bỏ hai đứa con, bỏ chồng, bỏ cuộc sống. Mình nhà định quán là có nhà không? Ở dưới đấy có nhà, có la ngà, có nhà không? Nhà có, nhà có cửa đầy đủ hết. Có nhà cửa hết. Có đất đai thờ ông già ruột cho mấy sào đó. Còn nhà thì không lớn, thờ thì mới xây được hai phòng, nhưng là một cái nhà bếp thôi. Nói chung là có chỗ ăn chỗ ở là được đó. Đâu phải đi ở trọ đâu. Đúng không? Chồng thì vẫn chịu khó đi làm đi ăn. À, một cái nghề đánh bắt cá này thì em được biết là cũng không phải là dễ. Bởi vì cũng phải dầm mưa dãi nắng. Cũng phải lọ mọ suốt ngày suốt đêm mới kiếm được con cá, mới có đồng tiền gửi cho vợ cho con. Đó. Nhưng mà vợ anh không nghĩ đến cái công lao, cái sức của anh như vậy để trân trọng, đúng không? Vậy là từ hôm vợ đi đến giờ phút này vợ có báo tin hoặc có nhắn tin gọi điện ở nhà không? Vợ đi từ ngày đến giờ là không có nhắn tin, không có điện thoại, không có liên lạc gì hết. Nhưng mà theo anh thì bây giờ ý của anh và gia đình là với các con của anh còn lại là muốn gì? Giờ ý em á, nói với trong bên gia đình bên ngoài á là có hai vấn đề giống vậy. Rồi vấn đề thứ nhất về nó bên nhà vợ đi, tại vì mấy đứa em nó là nó mới mua được miếng đất. Thôi nói giờ bà chị á, là vợ của em á, là vợ đứng trên giùm để làm mà sang lại cho mấy đứa em, mà giờ chưa sang được là vợ con nó đi đó. Rồi bỏ đi. Giờ thứ hai á là em muốn á, nếu mà vợ con cảm thấy nếu mà quay đầu được về thì chồng con á có thể tha thứ vợ chồng con để sống lại. Nếu mà không sống được với nhau thì cái gì cũng làm rõ ràng, ly hôn ly dị xong rồi muốn đi đâu làm thì làm, để cho nó khỏe, cho đừng níu biểu nhau kiểu đó mà bỏ đi ngang đi ngựa gì, là không giải quyết dứt khoát, là mình để mình còn công ăn việc làm, là mình để lo cho con cho cái này, đâu phải là mình vì cái chuyện này không mà để mình buồn mình bực. Mình không lo cho con cái, nó còn hai đứa con ở nhà nữa. Đó, ý thà thằng đau một lần. Đau một lần. Đó, em ốm lâu tốn thuốc đúng không? Dạ đúng rồi. Thà làm rõ luôn. Để cho đất đai hoặc là về sang tên. Nhưng nếu mà vợ anh biết rõ là vợ anh lần này là đi với người đàn ông khác. Nếu biết rõ mà đúng như quả thật như vậy. Mà theo hai anh em ở đây chia sẻ như vậy. Dạ. Mà vợ anh vẫn quay về. Nhờ gia đình mình có tha thứ không? Nếu mà thực chất bên gia đình bên nội bên ngoài thì em không được biết. Nếu mà em chỉ giờ là mình chỉ có con, nếu mà chấp nhận về, nếu mà thực tâm về, nếu mà xin lỗi anh đúng như mà lời mình nói thì em chấp nhận em bỏ qua để mà lo cho con cái, tại vì con cái nó còn nhỏ quá tội nó đó. Nhiều khi mình hy sinh cái đời của mình đi để cho con cái nó đỡ tội thôi đó. Chứ bây giờ ba người con thì chắc chắn là mất mẹ mất cha. Ở mấy ai thì cũng vậy thôi. Đúng rồi. Mà chưa biết là liệu sau này người khác lo cho mình được dư giống mình hay không. Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ cứ cho là kể cả có tài sản hay chia ra nữa, nhưng mình chưa biết là cái người khác người ta về sống với vợ mình. Đúng rồi. Cái số tài sản đấy người ta có gìn giữ được hay không.
hay là người ta lại dụ dỗ vợ mình hoặc làm ăn đổ bể, cuối cùng là vợ mình ra đường rồi nhưng các con mình không chỗ ở. À, đúng rồi. Đây em đã từng chứng kiến rất nhiều cái câu chuyện, rất nhiều hoàn cảnh hai vợ chồng đang sống với nhau cuộc sống rất đời thường nhưng mà vì một lý do nào đó mà chia tay. Chia tay là chia tài sản, chia tài sản là chia đôi, mà chia đôi thì người vợ đi ở với người khác và đem theo con đi, ví dụ như hai người con mỗi người thì ở một người và người đàn ông khác người ta ở với vợ mình và cuối cùng người ta làm ăn đổ bể, cuối cùng là vợ mình thì cũng dần lên đường và con mình thì cũng không có nơi ăn chốn ở. Đấy là câu chuyện rất thực tế. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đến lúc mà mình không có thể can thiệp được, bởi vì cuộc sống đời riêng đời tư của người khác rồi, đúng không? Mình không phải là vợ mình nữa rồi mà vợ của người khác, mà quyền sở hữu của người khác. Và là vợ mình thì nó đánh mà con mình nó xài, cái điều đó là điều dĩ nhiên mà điều đó rất thật. Dạ, đúng rồi. Bởi kinh nghiệm là anh em đây có rất nhiều rồi chứ không phải là ít, nên sợ nhất là vấn đề đó. Nhiều gia đình về đây chia sẻ là sợ nhất cái vấn đề đó. Chia tài sản thì ok đấy, nhưng sợ nhất là các con sau này không được phần nào. Thời giờ đi thì em vẫn cho cơ hội mà, nếu mà quay thực tâm quay về được em vẫn bỏ qua cho mà, để mà vợ chồng mà lo. Nói chung mà lo nợ nần, thứ hai nữa là cho con cái, để có cha có mẹ, để lo cho nó ăn tuổi học nữa. Chứ không là mình làm vậy á, thà làm rõ một lần luôn, đau đau một lần luôn, buồn là buồn một lần luôn, để có mà đầu óc lại để mình có sức khỏe để mình lo cho con cái nữa đó. Thực sự là nếu như vợ bây giờ là ăn xài những số tiền tiết kiệm từ trước giờ hai vợ chồng để lại, mà tiền hiện nay vợ còn mang thiếu hơn 300 triệu nữa, mà để nuôi người đàn ông khác mà bây giờ mà mình phải đứng đây gánh trả thì thực sự cũng rất đau. Dạ đúng rồi ạ. Đúng không? Tại vì mình làm mình đã đau rồi mà con cái nó bỏ cho mình nữa, thứ hai là một nợ nữa. Giờ một thân một mình nuôi hai đứa con, nợ nần sao nó trả nổi lắm. Bây giờ này nếu thực sự mà vợ anh không về thì số lạ là mình không quan tâm. Tại vì nợ trong này á là nói chung là nợ mượn nợ là ông nợ mà nội. Là người nhà không à? Người nhà không. Vay người nhà tại sao người nhà không thông báo cho anh? Tại vì người nhà là mình mượn á, là mình mượn cái tiền mà một trăm mấy á, là không có giấy tờ trên tay. Rồi còn cái mượn sau này cuối 2023 là mình mượn hai vợ chồng đi mượn á, là có cái sổ đất nhà mình có. Nhưng mà sổ... sao mình đi cho vợ có lý do gì không? Thà vợ trước khi vợ nó mượn thì mà mượn bên này đầu kia thì mình mượn người nhà mình để trả họ, đi trả cho họ là hai vợ chồng mượn, hai chồng chứ trả. Tại sao lúc đấy anh không hỏi giấy tờ là vợ là mượn của ai, giấy tờ đâu? Là người ta mượn là vợ nó làm cái việc này cái việc kia việc cụ nó. Thể dạ. Phải bắt cụ thể mới trả đó. Mình nghĩ là mình khi đó mình chưa phát hiện ra vợ mình là mình cũng tin tưởng vợ mình giống vậy thôi, mình không suy nghĩ là vợ mình tới đúng lý nha, là anh phải điều tra kỹ trước khi mình trả tiền cho vợ hoặc trước khi mình đi vay cho vợ để trả tiền, là mình điều tra kỹ là số tiền này em đi cho ai, em mua gì, em sắm gì, em làm gì, hoặc mất vì lý do gì, hoặc tại sao mất, hoặc tại sao thiếu, đúng không? Nhưng mình không làm rõ ngay ban đầu đến giờ phút này là đúng lý nha, cái số tiền đó vợ anh phải người chịu trách nhiệm trả, không phải là anh. Nhưng mà đến giờ phút này hai vợ chồng đứng lên vay mà vay toàn người thân của mình là mình, anh phải chịu trách nhiệm. Dạ. Vợ đi anh phải chịu trách nhiệm. Dạ, đúng là rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đó, thực sự rất khổ. Khổ tâm. Thì chứ nói chung lại á, nếu mà vợ con đã vậy cũng vậy không, giống vậy á, mình vẫn làm, mình không có cái cần tới cái số tiền mà trả không trả là mình không quan trọng nữa. Nếu mà là chấp nhận giống vậy á, thôi về. Không sống được nhau, ly dị. Thà mình có đi đâu, con á mình phải muốn gặp, phải cho mình điện thoại lui tới để mình gặp con gặp cái. Là đây là đi biệt tâm biệt tích luôn. Không có cùng một cuộc điện thoại, không bao giờ mình cho gặp con gặp cái. Nó giống vậy. Nếu mà vợ anh mà bây giờ về hoặc là liên hệ lại cho anh em về Bình Dương, vợ anh đưa lý do là đi thăm người thân thì gặp người thân thì vô lý. Không có người thân nào, hiện nay người thân của bên vợ đang có mặt ở đây mà không biết thông tin gì của vợ. Đúng rồi. Nếu mà buồn anh ấy mà về thăm người thân bên gia đình vợ thì chắc chắn là bên gia đình anh vợ anh phải biết. Nhưng mà nhà lại gần nhau hết chứ đâu có ở xa đâu. Đó, thế mà sau này nó là bởi về thăm người thân thì vô lý rồi. Có rất nhiều người về biện hộ, bố tôi buồn chồng tôi quá, tôi buồn con, tôi về thăm người thân. Nhưng thực sự là về đây anh em biết thừa là không có người thân nào cả, là định đang ở với người ta. Nhưng mà thôi, cái việc đây là việc cái quyền riêng tư người ta, mình cũng chẳng đào sâu chi vậy, đúng không? Mục đích chính là anh em ở đây đăng thông tin và muốn hỏi anh những câu chuyện này, là mục đích chính là tại sao mình rời xa nhau, hoặc tại sao là vợ hoặc bỏ chồng, chồng bỏ vợ. Để anh em có hướng để đăng thông tin để lên để các cô chú anh chị xem, để biết được chia sẻ giúp gia đình mình sớm biết được thông tin chính thức vợ và con đang ở đâu nhé. Rồi bây giờ anh có điều nào muốn chia sẻ thật tâm trên video này? Hy vọng là vợ anh xem được video này, vợ anh thấu hiểu được cái tình cảm của anh và cũng như người thân, và đặc biệt rất nhiều công lao của anh dày công dây gây dựng rất nhiều năm qua, để hy vọng là vợ anh suy nghĩ lại. Nếu vợ anh có thể thì sẽ quay trở về và sẽ sống tốt hơn với gia đình, mà nếu không thì vợ anh cũng phải lên tiếng để không sống nhau nữa, thì mình cũng phải nói chuyện nhau thẳng thắn, tránh tình trạng mà giờ nó giống em với là hai đứa con em.
nếu mà thực tâm, nếu mà đã lỡ giống vậy, nếu mà quay về mà biết sống thì cha con vẫn tha lỗi cho mày sống với chồng với con. Nếu mà không sống được thì về phải làm rõ ràng, để ly dị rõ ràng xong rồi á, muốn đi đâu làm gì thì là quyền của tự do, mà mong sao mà để gặp con gặp cái, để điện thoại lui tới. Mà nếu đi mà không có liên lạc, không có là mình suy nghĩ là nhiều khi con mình đi đem theo người đó biết có nó có sống được không, là nó hành hạ, nhiều khi nó đem nó bán, cùng nó bất chừng nữa mình cũng không hiểu tới được cái vấn đề đó. Nếu một người á, nó đã có dạ tâm giống vậy, nó bỏ chồng bỏ con đi, có thể á, cái thằng đó nó không có thể nó bán con, mà nhưng cái thằng nhân tình của nó á, là có thể nó dụ dỗ nó bán con mà đi con, tại vì con ở nhà ba đứa mà nó đem đi một đứa hai đứa nó cũng bỏ được, mà huống gì là một đứa út sau này nữa. Nếu mà sau này nó có bệnh hoạn gì á, nó không có nuôi nổi con mày, bệnh hoạn hoài nó ship bán đúng đi, là mình có đâu có biết được. Đó là mình thông tin, là mình muốn anh em bên này giờ giúp đỡ giống mình, là để mình kiếm mình ra cái gì cũng rõ ràng cái đó. Nếu mình rõ ràng có pháp luật chứng kiến đó, con cái mình sau này có mệnh hệ gì á, có thể được mình giờ tính tới chính quyền để mình lo cho con cho cái mình đó. Em cũng xin mọi người là chia sẻ giúp em cái chuyện đó thôi. Vậy là cái câu chuyện này là thực sự là anh cũng không được biết rõ chính xác, nhưng mà con gái anh đã trực tiếp là thấy vợ nhắn tin cho người khác. Dạ đúng rồi. Và vợ hiện nay đã thừa nhận đúng không? Vợ thừa nhận bên nội bên ngoài luôn, vợ thừa nhận luôn tất cả. Là mong muốn vợ mong muốn là bỏ qua cho vợ. Là tại vì thằng em đó, vợ xin lỗi phải em mới là bỏ qua, mà nội ngoại cũng đều bỏ qua hết. Là vợ con nó sống được mười mấy hai chục ngày chứ là tự động nó cuốn đồ cũng đặt đi. Trốn luôn. Dạ trốn. Chắc cái phương án, cái kế hoạch hôm nay chưa hoàn hảo. Dạ chưa hoàn hảo. Cho nên chưa có đi được. Nhưng đến giờ phút này cái gọi là cơ hội đến rồi. Là quyết định là đi với nhau. Anh em đây thì cũng chưa có khẳng định là vợ anh đi theo ai. Nhưng mà theo thông tin gia đình mình chia sẻ như vậy thì chắc chắn là nhiều phần trăm vợ anh có thể là đang sống với người khác. Đó. Câu chuyện này thực sự rất đau đúng không? Không ai mong muốn là về đây anh em bỏ công bỏ việc đúng không? Để về đây để đăng hình như này, để đưa thông tin để tìm vợ, mà tìm vợ thực sự là cũng rất đau. Tại vì vợ con á thì mình nghĩ là bạn bè thôi, cũng nhắc về nhà chơi nhậu nhẹt hết giờ với mình gì đó, thì mình nghĩ là bạn bè thôi, mình mới suy nghĩ sâu sắc về cái vấn đề đó. Cũng nhắc về nhà luôn. Vậy là người đàn ông trước đã từng đến nhà anh rồi? Đến nhà anh, là anh biết mặt, biết kiểu ở, biết địa chỉ. Ôi trời ơi, biết ông tướng nó bao nhiêu tuổi rồi? Dạ nó sinh năm 78. 78 là lớn tuổi hơn mình, già. Dạ. 78 là tuổi ngọ đúng không, ngựa. Dạ. Mà người ta có vợ con đàng hoàng không? Dạ có vợ hai đứa con. Con nó mới đám cưới năm vừa rồi á. Ui giời, có cháu nội cháu ngoại rồi? Có, cho mới có cái dâu à. Dạ. Mà ông tướng này ông ấy làm cái nghề gì? Dạ cũng đi ở trọ, cũng làm mướn vậy đó. Ui giời, mà vợ anh là cắn câu luôn. Mình ra có nhà có cửa đúng không? Dạ. Mà để đi ở mấy ông tướng này già hơn. Dạ. Thế khổ thật. Nhưng mà trước đây là anh là người trực tiếp gọi người ta về nhậu hay là vợ anh gọi? Vợ là... Vợ gọi. Nói chung vợ là thầy đi trong đó, thầy hồi xưa cũng ở gần xóm ở bên vợ, cũng quen biết cái đó. Mà cũng thằng đó cũng ra ngoài nhà vợ đồ chơi đồ bình thường vậy đó. Ôi vợ, vợ chơi bình thường. Nhưng mà anh không biết gì luôn. Mình nghĩ là con vợ mình từ xưa nay nó có học bác vậy đó. Mình chưa có cái ý nghĩ suy đó. Đó, thầy về... Mình không ngờ được đúng không? Không ngờ được, tại vì... Nó bên ngoài thì anh em chị em thì đâu có cái tánh đó, từ xưa nay bao giờ có tánh đó, mà vợ mình đâu bao giờ có cái tánh đó, mà tự nhiên gặp thằng đổi đó ý luôn. Là nó đổi ý rồi. Người ta quê đâu anh? Dạ quê Quảng Bình. Cũng Quảng Bình luôn hả? Dạ Quảng quê. Người ta họ tên đầy đủ là gì? Đinh Văn Hiệp. Đinh Văn Hiệp à? Sinh năm 1978. Dạ. Quê Quảng Bình. Dạ. Là hiện nay là anh biết là thông tin là chính thức là dụ vợ anh đi luôn. Dạ. Còn bây giờ kêu mà dụ đi thì cái đấy mình chưa biết được. Chưa biết ai dụ ai. Nói chung bây giờ là bà tôi bà bỏ đi. Mà ông tướng này cũng bỏ đi luôn? Không, ông đó đang ở nhà à. Ở nhà với vợ con, nhưng mà mới chuyển nhà đi chỗ khác, không biết nhà à. Hiện nay là anh em chưa biết nhà chính xác là nhà ông Hiệp này đang ở đâu. Dạ. Đinh Văn Hiệp à? Đinh Văn Hiệp à, sinh năm 78. Dạ. Đấy, để anh em nào mong muốn là tìm, hy vọng là ai biết được thông tin hoặc ai bạn bè của anh Hiệp này ở đâu ấy, thì cũng mong muốn là khuyên anh Hiệp này thôi. Nếu mà thực sự mà mình có quen với người phụ nữ có chồng có con ấy, thì hãy buông tha người ta ra để cho người ta về với chồng với con. Bởi vì thực sự là hiện nay là hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Đó mà mình quen với người ta là mục đích chính là mình dụ người ta thế này thì thực sự cũng rất đau. Mà ông tướng này ông lớn tuổi đâu mà nhỏ tuổi đâu, đúng không? 78 mà hôm nay 45-47 rồi, mà vợ anh thì rất trẻ, đúng không? Đó. Mà thực sự là người ta có tình cảm với nhau thế này lâu rồi cho anh không biết được. Rồi cảm ơn anh nhé. Rồi xin chào anh trai bên này. Mình là em vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Anh có thể nói rõ hơn cái câu chuyện này để cho anh Hiệp này, anh Đinh Văn Hiệp này anh nghe được. Nếu đúng thực sự mà đang đi với người thân của mình thì mong anh Hiệp này anh buông tha để cho chị gái quay trở về với các cháu.
khi mà em biết thông tin này em cũng mới. Nhưng mà ông Hiệp này á, là em đã, nếu mà từ lúc em còn nhỏ là có biết ông này. Lúc ông đi, bà chị đi tân gia đồ á, thời gian sau là thấy đi về. Về là coi như ở bên nhà ông bà già em á, là hắn có điện cho em qua chơi. Thì em cũng qua gặp hắn, chỉ một lần một. Trong tới khi em nghe cái chuyện này đổ bể ra, em có gọi điện cho nó. Nó có nói với em câu này, nó có hứa với em á, là từ nay về sau là nó không gọi điện nữa. Nhưng mà lúc bà chị bà bỏ đi, hắn lấy một số khác, hắn điện vô số con gái của chị gái, con bé đầu. Hôm qua em mới xác minh lại, em mới lấy cái số điện thoại khác, em gọi vô số đó, đúng là tiếng nói của nó. Thế là chắc chắn rồi. Còn giờ thì cũng thật sự là em cũng chưa biết là bây giờ là bà chị gái đang đi theo ở với hắn hay không, thì cái đó em không chắc chắn. Tại vì nó vẫn đi làm. Nên giờ em cũng... Nếu mà bà chị gái bà nghe được em nói thì hãy về nhà giải quyết cho nó xong hết. Theo anh ấy, mình là em vợ đúng không? Dạ, em vợ. Nếu vợ anh mà rơi vào cương vị này, liệu anh có tha không? Nếu em á, nếu theo em á, thì chắc em không bao giờ bỏ qua. Đấy. Em nói chung là ở đây là anh em không khuyến khích ai bỏ nhau hay là không bỏ nhau, đấy là cái quyền đời tư riêng tư của từng cá nhân và từng người. Nhưng mà để bỏ qua được, như đây là gọi một anh trẻ đúng không, là một người đàn ông gọi là rất rộng lượng rồi, đúng không, tha thứ cho vợ nhưng mà vợ không biết hối cải đó. Đến giờ phút này lại đi theo cái ông ở trọ, trong hiện nay lại không nhà không cửa, không nghề không nghiệp, không nơi ăn chốn ở ổn định, thì chắc chắn là cuộc sống sẽ không đi tới đâu cả. Mà thời buổi bây giờ thì người ta bảo rồi, không có tiền thì cạp đất mà. Đúng nhỉ, không có tiền thì không có hạnh phúc. Không có tiền thì không có mua bán được, không có làm cái gì được. Thì chắc chắn là hôm nay ngọt ngào nhưng không thể ngọt mãi mãi được. Đúng không? Vì vậy cho nên nếu mà bây giờ chỉ có cách tốt nhất là nếu thực sự mà đang đi theo người ta thì thôi, hãy quay trở về với chồng với con. Bây giờ mình còn tình cảm, còn duyên thì còn ở, để nuôi các con, còn không còn nữa thì đến lúc mình chia tay nhau thẳng thắn, mình muốn khổ muốn sướng là tự mình quyết định. Đúng không? Rồi anh có mong muốn gì, điều gì trên video này, hy vọng là chị gái xem được, chị gái quay về ngay lập tức, ngay hôm nay. Nếu mà chị gái mà chị Nga mà coi xem được cái video này á, thì chị cứ hãy về nhà để giải quyết cho rõ ràng ra, chứ để tội cháu lắm. Bây giờ vắng bóng mẹ, vắng bóng cha, đứa thì ở với cha thì không có mẹ, đứa thì ở mẹ không có cha, tự nhiên là chia gọi là tan đàn xẻ nghé, đúng không? Người ta nói là một con ngựa đau thì cả tàu cũng đau, đau đớn giống như thế này. Hiện nay thì không phải là một mình người chồng và một mình người em vợ, mà cả hai bên nội ngoại, mà thậm chí là các bạn bè hiện nay biết được thông tin này cũng rất buồn. Không ai mong muốn là về đây để giơ mặt lên, để đưa hình lên để tìm vợ, mà vợ đặc biệt là vợ như thế này. Đây là gọi là tình huống bất khả kháng rồi. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ nhiều hơn nữa cái video này. Nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp Sĩ Quan Hiệp Dương theo số điện thoại 0913 785858, để anh em sẽ tìm cách để khuyên giúp chị gái quay trở về cùng với gia đình. Thì hôm nay gia đình mình về đây để nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Gia đình có đồng ý cho các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình mà đăng tin tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Hai anh em có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, đây là cái câu chuyện thực sự rất đau đớn. Một người chồng cặm cụi, gọi là đầu tắt mặt tối, gọi là suốt ngày suốt đêm, để mục đích chính là cơm áo gạo tiền, để nuôi vợ, nuôi con. Nhưng đến giờ phút này, một thời gian là rất dài, không hiểu lý do nào đó mà vợ đến giờ phút này đi theo người khác, mà rời xa gia đình, rời xa cuộc sống. Đến giờ phút này không những như vậy, lại còn để lại cho chồng những 300-400 triệu. Thực sự câu chuyện rất đau. Hy vọng là các cô chú anh chị, nếu ai biết thông tin chính thức thì hãy liên hệ giúp anh em Hiệp Sĩ Bình Dương để anh em có lời khuyên tốt nhất dành cho em gái này, ôm theo đứa trẻ quay trở về cùng với. Quý video cho phép công trần thì đang thay mặt các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.